Các biên tập xin được gửi lời chào và lời cảm ơn đến quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với bản tin 24 giờ. Trong bản tin về tình hình dịch bệnh, những thông tin nóng nhất trong nước và quốc tế diễn ra trong ngày, hãy cùng với ban biên tập chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất mà bản tin 24 giờ sẽ mang đến cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin 24 giờ. Thưa quý vị, tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên toàn quốc. Bản tin 24 giờ sẽ mang đến cho quý vị những tin tức mới nhất, chính xác nhất, cập nhật trong 24 giờ qua. Trước khi đến với những nội dung chi tiết, xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những tin chính ngay sau đây. Điểm chung của 2 ca COVID-19 tử vong trong tháng 4, chưa có bằng chứng biến chủng XBB có thể gây trốn miễn dịch, tăng nặng. COVID-19 vẫn là tình trạng khẩn cấp, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát với các biến thể mới. Số ca mắc chủ yếu tăng ở miền Bắc. Kính thưa quý vị, sau 4 tháng dịch bệnh lắng xuống, thì Việt Nam đã ghi nhận 2 ca tử vong liên quan đến COVID-19. Vậy đặc điểm chung của 2 ca COVID-19 tử vong trong tháng 4 là gì? Việt Nam đã ghi nhận 2 bệnh nhân tử vong liên quan đến COVID-19 sau 4 tháng. 2 ca bệnh chưa đến 60 tuổi nhưng đều có bệnh nền nặng. Thông tin từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh của Bộ Y tế ngày 27 tháng 4, những tuần gần đây, số ca mắc COVID-19 có xu hướng gia tăng trở lại, đã ghi nhận 2 ca tử vong sau gần 4 tháng, không có trường hợp tử vong nào. 2 trường hợp đều có bệnh lý nền nặng. Một người 47 tuổi, nữ, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương Hà Nội. Chị đã tiêm mũi vaccine mũi cuối cùng vào hồi tháng 11 năm 2022. Cách đây 2 tháng, chị đã bị bệnh viêm phổi thùy, tràn dịch màng phổi. Trường hợp còn lại là nam giới 54 tuổi, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh, có loạt bệnh lý là tim mạch như cơ tim phì đại, rối loạn nhịp tim, suy tim, rối loạn sinh tụy, một dạng bệnh lý tiền ung thư huyết học. Thông tin từ hội nghị trực tuyến về phòng chống dịch do Bộ Y tế tổ chức chiều ngày 26 tháng 4 cho thấy, bệnh nhân này chưa tiêm vaccine COVID-19, chưa có bằng chứng biến chủng XBB có thể gây trốn miễn dịch, tăng nặng. Tính đến ngày 26 tháng 4, cả nước hiện có 123 bệnh nhân đang thở oxy, trong đó có 24 ca thở máy xâm lấn, 2 ca thở máy không xâm lấn. Số còn lại được chỉ định thở oxy dòng cao FHNC và oxy mặt nạ max. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo của 4 bệnh viện cho thấy có 24 bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng, trong đó 4 ca phải thở máy. Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, kết quả giải trình tự gen của 72 mẫu, trong đó có 24 mẫu lấy trong tháng 4, 46 mẫu lấy trong tháng 3 và 2 mẫu lấy trong tháng 2. Cho thấy trong tháng 3 và tháng 4, hầu hết mẫu phân lập được chủng XBB. Kết hợp với các đặc điểm lâm sàng của bệnh điều trị trong giai đoạn này cho thấy hầu hết người bệnh vẫn có các triệu chứng không đặc hiệu như sốt, ho, viêm long đầm hô hấp trên, đau mọi người. Đặc biệt phân tích thông tin của 25 trường hợp bệnh nhân nặng nguy kịch có tình trạng suy hô hấp cần can thiệp oxy hỗ trợ như thở máy, HFNC, oxy mặt nạ hoặc kính, cho thấy 90% nhóm này đều mắc bệnh lý nền nặng trước đó. Tuy nhiên, nhóm bệnh nhân này khi được can thiệp điều trị phù hợp thì có tới 76% là phục hồi hoàn toàn. Điều này cho thấy chưa có bằng chứng về các biến chủng XBB có thể gây ra tình trạng trốn miễn dịch và tăng tỷ lệ tiến triển nặng cho bệnh nhân. Ngoài việc đang cập nhật hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị COVID-19, điều chỉnh ca bệnh, Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng đang cập nhật sử dụng thuốc kháng virus, thuốc chống đông, corticoid, kháng thể đơn bào, song theo khuyến cáo của quốc tế. Hà Nội yêu cầu một số nhóm người cần đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Công văn hỏa tốc của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về phòng chống dịch bệnh COVID-19 được ban hành vào cuối giờ chiều ngày hôm nay, yêu cầu thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang y tế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký công văn hỏa tốc về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19. Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị chỉ đạo thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang theo hướng dẫn tại quyết định số 2447 của Bộ Y tế. Theo đó, người có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp, người mắc hoặc nghi mắc COVID-19 buộc phải sử dụng khẩu trang. Tất cả mọi người, trừ trẻ em dưới 5 tuổi, khi đến nơi công cộng thuộc khu vực đã được công bố cấp độ dịch ở mức độ 3 hoặc mức độ 4, cũng phải đeo khẩu trang. Hiện tất cả các tỉnh thành ở Việt Nam vẫn đang ở cấp độ 1, là cấp độ màu xanh. Tại cơ sở y tế, nơi cách ly y tế, nơi lưu trú có người cách ly hoặc giám sát y tế, tất cả phải đeo khẩu trang, trừ những người cách ly ở trong phòng đơn, người bị suy hô hấp, người đang phải thực hiện thủ thuật y tế, trẻ em dưới 5 tuổi. Khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng, quy định bắt buộc đeo khẩu trang áp dụng đối với hành khách, người điều khiển, người phục vụ trên phương tiện, người lao động tại nhà ga, bến xe, bến tàu, nhà chờ, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối khi tiếp xúc với hành khách tại nơi có không gian kín, không khí kém như quán bar, vũ trường, karaoke, cơ sở dịch vụ xoa bóp, làm đẹp, phòng tập thể dục, thể hình, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, phục vụ tại chỗ, rạp chiếu phim, nhà hát, rạp xiếc, nhà thi đấu, trường quay.
nhân viên phục vụ, người bán hàng, người quản lý, người lao động khi tiếp xúc với khách hàng cũng cần phải đeo khẩu trang. Quy định này áp dụng đối với nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động, người bán hàng khi tiếp xúc trực tiếp với hành khách và người tham gia tại các cơ sở văn hóa, du lịch, nơi tổ chức sự kiện tập trung đông người, nơi tiếp nhận hồ sơ, nơi giao dịch. Các trường hợp khác được khuyến khích sử dụng khẩu trang khi đến nơi công cộng. COVID-19 vẫn là tình trạng khẩn cấp, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát với các biến thể mới. Theo Bộ Y tế, dịch COVID-19 hiện vẫn đang là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát với các biến thể mới. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương chủ trì hội nghị tăng cường phòng chống dịch năm 2023. Sáng qua tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị tăng cường phòng chống dịch năm 2023. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị. Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh các tỉnh, thành trên cả nước. Báo cáo của Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế do Phó Cục trưởng Nguyễn Lương Tâm trình bày cho thấy, năm 2022, cả nước ghi nhận 371.000 ca mắc sốt xuất huyết, 144 trường hợp tử vong, số mắc tăng hơn 5 lần. Số ca tử vong tăng 5,3 lần so với năm 2021. Bệnh tay chân miệng cũng ghi nhận 66 trường hợp mắc, có 3 ca tử vong. Số ca mắc tăng 1,7 lần, số ca tử vong giảm 8 ca. Bệnh dại ghi nhận 70 ca tử vong, tăng 4 ca so với năm 2022. Riêng đối với dịch bệnh COVID-19, tích lũy từ đầu dịch đến nay cả nước ghi nhận 11.528.303 ca, trong đó 43.186 ca tử vong. Đến nay đã hơn 3,5 tháng, Việt Nam không ghi nhận ca tử vong do COVID-19. Các dịch bệnh truyền nhiễm khác ổn định, không ghi nhận các ổ dịch lớn. Các dịch bệnh lưu hành, các bệnh có vaccine dự phòng trong nước như cúm, sởi cơ bản được kiểm soát. Kính thưa quý vị và các bạn, về tình hình dịch bệnh đầu năm 2023, lãnh đạo Cục Y tế Dự phòng cho hay, đến nay cả nước đã ghi nhận được 25.490 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 2 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 3 ca tử vong. Các địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận, An Giang, Đồng Nai, Đà Nẵng và Khánh Hòa. Theo Phó Cục trưởng Nguyễn Lương Tâm, dịch COVID-19 và bệnh truyền nhiễm khác cơ bản vẫn đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm dự báo diễn biến khó lường luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Các tác nhân gây bệnh liên tục biến đổi. Dịch COVID-19 hiện vẫn là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát với các biến thể mới, các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi tiếp tục xuất hiện và lây lan. Số ca mắc chủ yếu tăng ở miền Bắc. Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính đến cuối ngày hôm nay, trong 24 giờ, toàn quốc ghi nhận 114 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 113 ca ghi nhận tại 14 tỉnh, thành phố, nhiều nhất tại Hà Nội 59 ca, Lào Cai 21 ca, Thái Nguyên 5 ca, Quảng Ninh 5 ca, Hải Phòng 5 ca, Ninh Bình 5 ca, Tuyên Quang 3 ca, Yên Bái 2 ca, Hưng Yên 2 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 2 ca, Cao Bằng 1 ca, Hòa Bình 1 ca, Phú Thọ 1 ca, Nghệ An 1 ca và 1 ca nhập cảnh ghi nhận tại Hà Nội. Trung tuần tháng 4, cả nước ghi nhận 212 ca mắc, tăng 2,1 lần so với tuần trước đó và không có ca tử vong. Số mắc trung bình 7 ngày là 30 ca trên ngày. Riêng tại Hà Nội, trong tuần của tháng 4, ghi nhận 67 ca mắc, số mắc tăng 44 trường hợp so với tuần trước. Cộng dồn năm 2023, Hà Nội ghi nhận 263 ca mắc. Hiện tại trên cả nước đang có 8 ca đang thở oxy. Riêng tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương trên địa bàn Hà Nội, các bác sĩ đang điều trị cho 75 ca bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 5 ca thở máy, 10 ca sử dụng oxy kính. Số ca mắc COVID-19 nhập viện cũng gia tăng so với đầu tháng 3 vừa qua. Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội cho biết, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố trong tuần qua tăng so với tuần trước. Vì vậy, cần tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình dịch để xử lý kịp thời có hiệu quả, đồng thời tiếp tục triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 cho các nhóm đối tượng gồm trẻ em từ 5 tuổi đến 12 tuổi và người từ 18 tuổi trở lên có chỉ định tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Các chuyên gia nhận định, số ca COVID-19 gia tăng do miền Bắc đang trong giai đoạn chuyển mùa là điều kiện thuận lợi cho nhiều virus phát triển, trong đó có virus SARS-CoV-2. Bên cạnh đó còn do tâm lý chủ quan trong phòng chống bệnh, không sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng, không khử khuẩn tay thường xuyên khiến bệnh lây lan. Mặt khác, do tỷ lệ tiêm chủng vaccine COVID-19 giảm mạnh, đáp ứng miễn dịch trong cộng đồng giảm, khiến số ca COVID-19 gia tăng. Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân phải chú ý vấn đề dự phòng như đeo khẩu trang ở nơi nguy cơ cao, nơi công cộng phải rửa tay khử khuẩn thường xuyên, hạn chế thấp nhất việc tiếp xúc với người có triệu chứng nghi ngờ. Những người có triệu chứng nghi ngờ cần phải chủ động phòng bệnh cho người khác,
các nhóm đối tượng cần tiêm đầy đủ vaccine phòng bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, trong 7 ngày gần đây, thế giới ghi nhận 438.000 ca mắc COVID-19, gần 3,3.000 trường hợp tử vong. Phân bố theo khu vực, châu Mỹ đứng đầu trong 6 khu vực dịch tễ của WHO với hơn 203.000 ca mắc. Tiếp đó là khu vực châu Âu với 141.000 ca mắc. Một số quốc gia ghi nhận số mắc tử vong cao như Mỹ, Nga, Pháp, Nhật Bản. Kết quả giám sát biến chủng cho thấy, trong tuần biến thể XXB.1.5 tiếp tục là biến thể chiếm ưu thế với tỷ lệ 45,06%. Tiếp theo là biến thể XBB chiếm 19,73%. Đến nay, biến thể XBB.1.5 đã được phát hiện tại 90 quốc gia. Tại Việt Nam, Bộ Y tế chưa có báo cáo về biến chủng COVID-19 mới xuất hiện tại Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, trước tình hình của dịch bệnh COVID-19 đang tăng cao, chúng ta cần phải có những biện pháp tăng cường phòng chống, giám sát, không để COVID-19 bùng phát trở lại. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở giáo dục, giám sát, các cửa khẩu, trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Kính thưa quý vị và các bạn, nếu có những đóng góp cho chương trình, quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía bên dưới video hoặc viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa, thay mặt chữ ít làm chương trình, Thùy Vân xin được cảm ơn sự quan tâm, đóng góp và theo dõi của quý vị. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của bản tin 24 giờ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.